ngồi đây có thấy là dấu lạ không? Rồi bây giờ hỏi có nên hỏi nó không? Rồi, rồi mấy con hãy cho con ngồi. Rồi đứng lên, mấy con đứng lên giùm cha. Mấy con đứng lên, đứng trên này giùm cha. Đứng, đứng. Đây, đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng lên, đây, một hàng, đây. Đứng một hàng, một hàng, một hàng, một hàng. Rằng, con ôm cái gì đây? Dạ, dạ thưa cha là con heo. Con gì? Dạ, con heo. Con heo để làm gì? Thưa cha, để cha gửi cho các bạn nghèo để có và cha cùng giúp đỡ bạn nghèo. Rồi, một tràng pháo tay, con heo để giúp bạn nghèo. Con có gì đây? Con có cái báo này. Rồi, cái báo này để làm gì? Cho cha. Cho cha để làm gì? Cho cha để cha làm việc bác ái. Ôi trời ơi, cho một tràng pháo tay. Rồi, hay quá, cho cha để cho làm việc bác ái. Cho thấy đó có phải là dấu lạ không? Rồi, bé. Con có gì đây? Có heo. Heo cho ai? Cho người nghèo. Mỗi có đi tu không? Dạ không. Rồi, có dấu lạ không? Con, có gì đây con? Con có con heo. Heo cho ai? Heo cho người nghèo. Rồi, con có cho xong con có tiếc không? Có tiếc không? Dạ không. Rồi, dấu lạ không? Một tràng pháo tay nữa. Rồi, bé. Bé tên gì? Con tên Chị Tiên. Chị Tiên mấy tuổi? 4 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp trời. À, lớp trời có tên có cái gì đây? Con có con heo. Heo cho ai? Cho người nghèo. Rồi, cho một tràng pháo tay cho anh chị em. Rồi, con ở đây. Rồi, bé tí này có gì đây? Có gì đây? Đứng lên. Có gì? Có gì? Có tiền không? Thưa anh chị em, một tay cầm tiền, một tay cầm kẹo, rồi mút kẹo và tay thì sẵn sàng đưa tiền để giúp con. Cho đố con là bạn muốn cho ai? Bạn muốn cho người nghèo. Rồi, cho người nghèo một tràng pháo tay. Hello bé. Nó không biết nói mà nó biết làm. Còn những người chỉ làm mà chỉ nói mà không làm, cái đó là cây ghê gớm. Thằng này nó chẳng biết nói gì cả, chỉ biết đưa thôi, ngon không? Còn có người thì là chỉ biết xin thôi mà chẳng bao giờ biết cho người khác, dở không? Đó có phải là dấu lạ không? Không, đó là dấu xấu lắm. Rồi, bé mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi, bé có gì? Con heo. Heo cho ai? Cho cha người nghèo. Ôi trời ơi, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. 3 tuổi có heo cho người nghèo. Con? Con tên Phạm Gia Huy. Rồi, con cho người? Nghèo. Cho người nghèo, con cho ai? Con cho người nghèo. Con cho ai? Cho người nghèo. Có đi tù không? Dạ không. Trời mày đẹp trai mày, mày dứt khoát quá. Con cho ai? Con cho người nghèo. Có đi tù không? Dạ không. Rồi con cho ai? Người nghèo. Rồi con học lớp mấy? Lớp 1. Con biết đọc kinh không? Dạ có. Kinh gì? Kinh, biết đọc kinh lòng thương xót chưa? Dạ rồi. Đọc coi, lạy cha hằng hiếu. Con xin dâng lên cha mình và mau linh hồn vào thần tính của con rất yêu dấu cha và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn nữa không? Thưa anh chị em, ai dạy cho con? Bà ngoại. Bà ngoại con mấy tuổi con biết không? Dạ không. Thưa anh chị em, một bà mà bà ngoại mà biết dạy cho cháu mình kinh lòng thương xót Chúa như vậy đấy. Còn bé, con này cho ai? Cho người nghèo. Người nghèo ở đâu? Ở đâu? Nghèo ở đâu? Ở cha. Ở cha. Dễ thương không? Người nghèo ở cha, tức là cha chỉ có người nghèo thôi, đúng không? Vâng, thưa anh chị em, một đứa bé mà nó biết nghĩ mà nó biết nói như vậy, người nghèo ở đâu? Người nghèo ở cha. Cho nên là các cha cũng phải thấy rằng đây là Chúa đang dùng miệng lưỡi trẻ thơ để dạy dỗ ông cha. Biết rằng người nghèo ở cha, cho nên cha phải chăm lo cho người nghèo. Chứ không phải cứ người đại gia, cứ phải người giàu rồi phải đi thăm, đi hỏi họ. Còn những người nghèo thì bỏ rơi họ. Còn con, có gì đây?
con heo. Heo cho ai? Cho người nghèo. Con mấy tuổi? 6 tuổi. Học lớp mấy? Lớp lá. Rồi, có đi tu không? Trời, lắc đầu. Con cho ai? Cho người nghèo. Cho người nghèo, còn con cho ai? Con cho những người khuyết tật và những người kém may mắn hơn mình. Rồi cái thư này con viết là viết ai viết đây? Dạ, con và hai chị. Rồi con đọc cho mọi người nghe được không? Thư con viết cái gì? Thư con cho đây là để cho người nghèo, phải không? Rồi, còn đây là thư con viết. Ôi, con viết dài gớm chứ. Viết dài vậy. Ai viết đây? Kia đó là của chị con viết, còn của con với chị rồi con ở trong đây. Rồi, con với chị con ở trong này. Rồi, đây cảm ơn con. Gửi cha đến người mù, câm và tật nguyền. Còn con, cho ai? Dạ, con cho người nghèo. Rồi, con đi tu không? Không biết. Không biết. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta gửi. Con cũng tạ ơn Chúa luôn vì... À, con tạ ơn Chúa vì cái gì? Con kể cho mọi người nghe, con được ơn gì? Nói. Do hồi nhỏ, ba mẹ con kể là con rớt từ trên cái gác rớt xuống mà không có bị gì. Rồi bây giờ con đến đây để con làm gì? Dạ, con tạ ơn Chúa với lại là con xin Chúa, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con mau khỏi bệnh. Bệnh gì? Dạ, bị viêm họng. Hallelujah! Hallelujah! Một đứa bé bằng này tuổi mà còn biết nghĩ đến là cái chuyện ngày xưa Chúa cứu nó và nó bây giờ nó lên đây tạ ơn. Còn có biết bao nhiêu người được ơn của Chúa mà chả bao giờ biết tạ ơn Chúa. Rồi cảm ơn tất cả chúng con. Chúng con lại để heo vào dưới kia. Rồi anh ấy tặng cho mỗi con một cái móc khóa làm quà nha. Rồi chúng con đẩy hết vào đó rồi nhận món quà. Mau. Rồi chúng con đẩy hết vào đó nhìn cho cha. Chúng ta thấy đây có phải là dấu lạ không? Quá là lạ chứ. Ngày đại lễ lòng thương xót Chúa, người ta lễ thì người ta chỉ nghĩ đến lễ là lạc, tức là có lễ là phải có ăn, có nhậu, có chơi, lễ, ăn, nhậu, chơi, hết. Còn đây chúng ta lễ, chúng ta đến để mà tham dự thánh lễ, để chia sẻ với người khác. Và ngay từ đứa bé 1 tuổi, 3 tuổi rồi, chúng con nhận được quà chưa? Ta nhận quà, đã nhận quà. Chúng con nhận quà rồi, chúng con về chỗ. Chúng ta một tràng pháo tay nữa để cảm ơn các bé. Có khi chính các bé đã dạy cho những người lớn những bài học của lòng thương xót, bài học của biết yêu thương, biết sẻ chia cho nhau. Đấy, Tô Ma nó là...